Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Đảng đổi màu, quan chức thừa cơ trốn chạy. Trước Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đó, đó là tháng 1 năm 2016, thực trạng bất ổn về kinh tế và thể chế đã khiến nhiều quan sát cho rằng sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lung lay và Đảng lo ngại tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhiều quan chức trong Đảng có thể đe dọa tổn vong đến chế độ. Đó là những dấu hiệu theo quan sát của tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà Nội. Ông còn cho rằng các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang tự chuyển hóa, tự thay đổi để thích nghi với tình hình mới để duy trì quyền lực thống trị của mình. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài phân tích với tựa đề Đại hội 13 chế độ đang phải tự thay đổi để ứng phó với tình hình. Nội dung được chia sẻ như sau. Trước những dấu hiệu bất ổn về kinh tế và thể chế, chế độ đảng toàn trị phải tự thay đổi để ứng phó với tình hình, tự củng cố nội bộ, đồng thời nỗ lực phục hồi kinh tế và đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện vào hôm 14 tháng 11 tại Hà Nội với bước đi khập khiễng phải có người dìu. Và yêu cầu phải tự thay đổi và thích ứng có ý nghĩa quan trọng để tạo động lực tiếp tục cải cách, chuyển đổi. Nhưng mặt khác cũng có thể dẫn đến sự tập trung quyền lực quá độ, nguy cơ quyền lực cá nhân áp đảo các chuẩn mực thể chế, tăng cường chuyên chế, tổn hại dân chủ và làm giảm niềm tin vốn là cơ sở của tính chính danh đang hết sức yếu ớt của Đảng. Sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã ban hành một loạt các chỉ thị, nghị quyết về tổ chức, các tiêu chuẩn lựa chọn, kỷ luật, nêu gương, đạo đức, vân vân, hướng tới xây dựng bộ máy lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết 4 năm từ hồi năm 2016 phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là một trong những căn cứ đảng lý để thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra nghiêm trọng. Hàng nghìn quan chức vi phạm nguyên tắc của Đảng và pháp luật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đã bị kỷ luật đảng với hình thức khác nhau và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, đáng chú ý có 3 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là lãnh đạo tỉnh, thành, lực lượng vũ trang của khóa 12. Đảng cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là quyết định sự tồn vong của chế độ. Bởi vậy, đồng thời với việc thanh trừng không có vùng cấm trong nội bộ là củng cố tổ chức, quy hoạch cán bộ và chuẩn bị đại hội các cấp từ cơ sở đến Trung ương. Đến cuối tháng 10 năm 2020, đại hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương để thảo luận văn kiện và bầu chọn lãnh đạo đảng ở địa phương đã hoàn thành và được tiến hành tổng kết, một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong sinh hoạt đảng tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. Đây là hình ảnh tấm pano cổ động cho đại hội 13 ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong cơn lũ lụt vừa qua. Ảnh Nguyễn Thần Lân Thắng. Các hội nghị trung ương 12, 13 đã bàn thảo về công tác nhân sự đảng cũng đang diễn ra. Trong đó có danh sách các ủy viên trung ương cả từ khóa 12 và mới quy hoạch cho khóa 13, khoảng hơn 200 người đã được dự kiến. Còn khoảng hơn 2 tháng đến đại hội 13, dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2021. Trong thời gian này, theo quy trình, có nhiều nội dung quan trọng phải hoàn thành như việc dự kiến cơ cấu tứ trụ và các ủy viên Bộ Chính trị khóa mới. Việc chuyển giao quyền lực cấp cao nhất của Đảng đang là vấn đề phức tạp khi thiếu quy hoạch thừa kế và vì vậy, các trường hợp đặc biệt, nghĩa là quá tiêu chuẩn về tuổi tác, phải lấy ý kiến tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dự kiến là Đại hội 13 sẽ diễn ra thành công. Các nhà quan sát có thể bình luận theo kiểu gây sự chú ý hoặc là bất ngờ vẫn có thể xảy ra ở phút 89. Nhà bình luận này cho biết rằng sau những động thái quyết liệt ngăn chặn nguy cơ bè phái thông qua chống tham nhũng, thì nhu cầu cần có sự đồng thuận giữa các lãnh đạo đảng đang trở lại quỹ đạo và việc lựa chọn các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 cần nhận được sự đồng thuận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương hiện thời. Tăng trưởng kinh tế là cứu cánh cho tính chính danh của đảng đang yếu ớt sau những bất ổn về kinh tế vĩ mô và thể chế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP dần lấy lại được đà liên tục trong 4 năm đầu. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã chặn lại đà tăng trưởng này. Đây là hình ảnh đại dịch cúm Vũ Hán vẫn trên đà tăng mạnh ở Mỹ và châu Âu với tổng số gần 60 triệu người nhiễm và 1,4 triệu người đã chết. Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc dường như đã bị chặn đứng.
Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF mới đây vào ngày 20 tháng 11 đã đưa ra dự báo tăng GDP 2020 của Việt Nam là 2,4%, một trong những tỷ lệ được xem là cao nhất trên thế giới trong năm diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhờ vào các bước quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đến nền kinh tế. Với cách tiếp cận thực tế và chủ động, chính phủ đã đặt ra mục tiêu kép cho nền kinh tế vừa phòng và chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển tăng trưởng đã đưa đến thành công kép trong nhiệm kỳ. Đây là cơ sở đảm bảo cho tăng việc làm và thực hiện các chính sách xã hội. Và bỏ qua bàn cãi về tính chính xác của số liệu thì kết quả như trên là nỗ lực đáng ghi nhận sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế vĩ mô do sai lầm chính sách trong nhiệm kỳ trước. Sự thay đổi về chính sách kinh tế theo hướng thực dụng đã phát huy tác dụng huy động nguồn lực xã hội lớn hơn cho tăng trưởng. Giới tinh hoa, các nhà nghiên cứu đã yên tâm hơn với chính phủ kiến tạo và phương châm điều hành liêm chính, phục vụ, làm những gì có lợi cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp và loại bỏ các rào cản pháp lý, thủ tục hành chính và thực thi công vụ. Một trong những điểm nhấn cần thiết là chính phủ đã chỉ ra cải cách thể chế là dư địa lớn để tăng trưởng. Nhà bình luận nói tiếp, theo tôi, hiệu ứng của chính sách thực dụng và phương thức điều hành của chính phủ kiến tạo đã lan tỏa tích cực sang các lĩnh vực khác. Trước hết, quan niệm về ý thức xã hội chủ nghĩa đã mềm và bớt giáo điều hơn trước. Nếu chính sách đối ngoại thực dụng đa phương với mọi chế độ chính trị, thì cớ gì chính sách đối nội, đặc biệt là về kinh tế, lại không thực dụng để phát triển. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký kết Hiệp định RCEP trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ngoài ra, việc vận hành chính sách hiện hành cũng không làm yếu mà còn phát huy được ưu thế của nhà nước trong những tình huống cấp bách như phòng chống đại dịch và ứng phó với thảm họa thiên tai, bão lũ, sạt lở ở miền Trung vừa qua. Nỗi lo của nhà cải cách, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Thực tế, tại nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng tập trung quyền lực quá độ luôn có xu hướng dẫn đến độc tài. Cách cai trị của Trung Quốc hiện thời của Tập Cận Bình cho thấy nhận chất trên là xác thực. Từ toàn trị sang độc tài có biên giới hết sức mong manh. Một đặc trưng của chế độ tập quyền là sự thiếu vắng của các định chế chính trị mang tính đối trọng như nhà nước pháp quyền hay trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ mà chủ yếu dựa vào tầng lớp lãnh đạo đất nước thông qua con đường giáo dục. Tập thể lãnh đạo không phải là cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, nhưng có thể là khả dĩ chấp nhận để ngăn chặn độc tài và một trạng thái cân bằng lẫn nhau theo truyền thống có thể được thiết lập. Mặc dù hiện nay các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương có vai trò nhất định trong quá trình tự củng cố, chỉnh đốn và chống tham nhũng, nhưng đối trọng nào kiểm soát họ? Bởi vậy, việc duy trì nguyên tắc tập thể lãnh đạo là cần thiết đối với chế độ đảng toàn trị. Một mặt để tránh tha hóa quyền lực, tệ sùng bái cá nhân và lãnh tụ và chuyên chế, và mặt khác để tiếp tục cải cách thể chế chính trị, chuyển đổi dân chủ phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vì sao không thể xóa ngay chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu và nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo văn luận án tiến sĩ, vẫn tái đắc cử bí thư tỉnh Đắk Lắk. Hôm 19 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng bộ các cấp tại Hà Nội. Nhận định về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, ông Trọng đã phát biểu rằng: "Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy của các cấp và chuẩn bị nhân sự trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu cơ bản đã được khắc phục. Tình trạng chạy chức chạy quyền cục bộ địa phương lợi ích nhóm đã giảm hẳn." Ông Trọng cũng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cái nhìn của một nhà quan sát thời cuộc, blogger Nguyễn Ngọc Già cũng nêu nhận định về phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức chạy quyền giảm hẳn như sau. Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng, chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là bao nhiêu phần trăm. Ông phải làm một phép so sánh
với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn được như vậy. Thứ hai là tất cả các đại hội đảng bộ hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy có phải là họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài đã trở thành chuyện nghiêm trọng. Vậy qua các kỳ đại hội đảng vừa qua, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ ra khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không? Nếu kỳ này gọi là giảm hẳn thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức, chạy quyền ra cho người dân được biết. Còn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì nói rằng cách nói của ông Trọng tự khen là nói chỉ để mà nói mà thôi, chứ làm sao mà biết là giảm hay tăng, bởi chính ông ấy còn không biết ai chạy ai nữa. Đây là hình ảnh khẩu hiệu 11 từ được tỉnh ủy Hòa Bình duyệt chi 11 tỷ đồng từ ngân sách của nhà nước. Và vì sao giảm mà không dứt? Tiến sĩ Hoàng Hợp giải thích thêm như sau. Không bao giờ hết, vì đây là cơ chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Do đó, cái nền tảng để đưa ra chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy trọt, mua quan bán chức với số 0 là chuyện không thể có được. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch. Thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử. Và thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Đại hội 13 Đảng đổi màu, quan chức thừa cơ trốn chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.